bóp nhá, nó mới bầm như vậy. Rồi ra cái nhân rồi nè. Nhân cứng ngắc luôn rồi. Em nhìn cái nhân nè. Thấy chưa? Chén xíu nha. Nhân nè. Đó, thấy không? Nhân á. Dạ, nó xong đi. Thì chịu khó chút, còn xíu nữa. Cái này á, một thời gian sau nó mềm ra em nha. Là nó cũng cù lên nhưng mà nó hết rồi đó chị. Nó hết rồi. Bây giờ rồi là nó mềm hơn rồi. Dạ. Nhưng mà em phải nên là kiêng ăn á. Chứ không là em ăn bậy á, cái nó làm độc lại á. Nhưng nó hết nhân rồi đây. Xong rồi đây. Này mềm hẳn luôn nè. Nhân này. Nhìn dễ chứ cứng á. Này mấy cái mảnh nhỏ. Ok. Khá rồi.
Chào các bạn nhé. Buổi trưa này, thực ra chiều rồi. Hôm nay mới ăn cơm muộn. Ngồi sửa mấy cái bếp từ với một cái ấm ly cho một cái bác ở dưới Hà Nội. Bác gửi mình lâu rồi, nhưng do mình bận quá. Thế là hôm nay bây giờ với Thanh tranh thủ sửa. Thì bác ấy có nhắn tin nên hôm nay buổi trưa mình tranh thử mình sửa cho bác đấy. Đây này, bác nghe con nói này. Gửi anh Kiên, tôi thấy anh rất bận, thôi thì anh tranh thủ giúp tôi cái âm ni và ba cái bếp. Bếp âm ni nhà để lâu nó thế, tôi đem đi sửa nhưng thấy không được. Tôi mang về, thôi anh giúp tôi tuần sau tôi lên. Thế này, bác ấy nhắn tin vào tuần sau bác ấy lên thì bắt đầu mình đang sửa ba cái bếp. Với cái âm ni của bác đấy. Thì cái bếp này thì hình như mà trước mình sửa cho bác ấy, hôm bác về bác ấy bảo lỗi của nó là kêu tít tít thôi rồi tắt. Rồi mình sửa xong tức là nó không bắt lồi đấy. Mình sửa xong về bác bảo chạy một tí thì nó ngắt. Ôi rồi vừa tháo ra hóa ra là hỏng quạt. Quạt không chạy. Nên là mở lại cái quạt thằng Media này nó lại lạ thế này, buồn cười ấy. Lần đầu tiên mình mới để ý đấy, mình cũng không để ý đâu. Là cái quạt của nó đấy thì nó lại bé hơn cái quạt khác nhá. Cái model này này, chúng ta để ý này. Cánh nó bé hơn một tí như này. Đó. Một tí như này dẫn tới lắp cái quạt này vào ấy là nó sẽ xảy ra hiện tượng bị chạm. Đây là những cái quạt thông dụng nó như này này. Thì này nó lại bé hơn một tí này các bạn này. Ngắn hơn này, ngắn hơn một tí này. Thế cuối cùng mình tìm mình do mình có bo xác nhiều nên mình cũng đã thay được cho bác cái khác. Đây là cái quạt chết. Bác vệ sinh sạch lắm. Bác tháo ra bác vệ sinh sạch hết cả luôn. Đây là cuối cùng là trước thì sửa cho bác cái kêu tít tít, chẳng biết là do cái lỗi gì mình không nhớ. Thế bác bảo về chạy tí thì chạy không được, hóa ra là quạt hỏng. Đó, một cái của bác ấy đã xong. Tiếp theo mấy cái này nữa. Bếp này nó to thế. Bếp xe villa không vào điện. Không vào điện thì chắc là công suất rồi. Để mình thử xem có đúng không. Đúng luôn. À không, có ăn dòng này các bạn. Như vậy là có khả năng hỏng nguồn cấp trước nhá. Để mình sẽ tháo nó ra. Tạm dừng máy quay một chút đã. Thương hiệu này này. Bếp nhìn to và hầm hố ghê. Có cắm điện mà có ăn dòng như thế thì khả năng là cầu chì không cháy. Mà cầu chì không cháy thì khả năng là hỏng nguồn cấp trước. Ôi rồi, hóa ra là bác đã tháo rồi. Cảm biến không nắp mọi người ạ. Để đo qua thử. Đấy, cầu chì không cháy nhá các bạn nhá. Hình như có người động hay sao hay là bác ấy động. Thôi cứ sửa nó lên nguồn đã rồi tính sau, cứ tháo bỏ mâm từ đi. Để mình nhìn xem là đây là chữ 5V này, một bếp này dỉ lắm, để lâu nó dỉ. 5V GND đâu, không có biểu tượng đây mà. Chả nhìn thấy GND đâu. Thôi cứ kệ, tháo ra để đo, sửa cho bác ấy xem nó bị sao nhá. Bếp nhìn rất đẹp nhưng mà mình thấy bo mạch linh kiện dỉ lắm, cái chân linh kiện ấy. Vỏ trắng mới đẹp, ôi dồi ôi, thế này. Đây là bác này có cái mình hay sửa, thỉnh thoảng mình sửa cho bác ấy đem đồ lên cho mình sửa ấy. Toàn những bếp nhìn là bác nhặt ở đâu về. Bếp nhìn bếp sắt vụn ấy, sợ lắm. Đây này, chúng ta đây để ý này. Cái này thì chúng ta nhìn nhá. Driver đã động, IGBT đã động, tất cả mọi thứ đã động, động quá nhiều luôn. Không biết là bác tự làm hay là bác ấy đi mua bếp ở sắt vụn hay là cuối cùng là sau đó là nó không hỏng, không sửa, đem đi thợ không sửa được, sau đó trả lại. Thôi bây giờ cũng thử test thử. Đã chót quay video rồi để xem có sửa được cho bác hay không nhá. Đầu tiên là check MSU xem nó có sống không đã. Bộ cấp nguồn bây giờ lại đang phục vụ nhá. Bộ cấp nguồn đang chỉnh, đang ở 12V. Chỉnh 12V bây giờ đang chỉnh ra là 5V. Đấy, bộ cấp nguồn nó ứng dụng trong trong mạch nhiều lắm. Và mình biết ấy, là bộ cấp nguồn nó kiểu gì nó từ GND nó sẽ đi theo con điếu là cầu chỉnh niu, nó sẽ về 1 giây. Mình kẹp đây như vậy là mình biết được là đấy là GND được nhá. Còn đây là 5V này, dương 5V này. Chả lên cái gì. Chả lên cái gì và ăn tận 1A luôn.
để xem con nào nóng nhá. Không có, chưa thấy con nào nóng cả. Đang ăn 1A đây cho mọi người nhìn luôn để mà biết nhá. Mình đang bắt lỗi nó mà. Quên mất không. Đang ăn 0,99 này, ở 5V này. Mọi người nhá. Ăn rất cao đấy, chứ không thể ăn được cao như này đâu. Ơi, mờ su nóng bỏng nhá bác nhá. Đây bếp này là bếp bi sắt vụn rồi. Mờ su nóng bỏng tức là IGV, tức là vi xử lý chết, sợ nóng bỏng ấy. Một con trả lại thôi, để tiếp tục con kia nhá. Đẹp thế mà chết. Chết này thì mình bó tay bởi vì không có linh kiện thay. Đây bếp rất là đẹp, mình đoán là bác ấy đi sắt vụn, bác ấy nhặt. Ở những cái bếp bị chết như này sau đó là người ta giả, không người ta bán sắt vụn, vỏ rất là đẹp luôn cuối cùng chết. Bếp vỏ như này mà lắp bo đa năng cũng được đấy, nhưng mà thôi mình cứ giả bác ấy thôi, mình không có thời gian sửa đến mức như thế được. Cái bếp thứ ba là cái bếp này. Bếp này đẹp quá mà cuối cùng chết vi xử lý nên bỏ, không làm gì được. Bếp này khá là nặng luôn, Suhan. Bếp mỏng các bạn nhé. Suhan này 2000W này, nước sản xuất Malaysia này. Mình thấy nó ghi như thế nên mình đọc cho mọi người thôi. Thì cái này không thấy ghi lỗi gì. Ghi điện thử nhá. Thì thấy cũng có ăn dòng. Đó, nhưng mà không nên gì. Cũng có ăn dòng 3,6W này. Như vậy là không cháy cầu chì. Chờ mình lại tháo nó ra nhá. Mà thôi, chả dừng camera nữa, tháo cho mọi người tham khảo luôn. Mấy lần trước ấy, bác đem lên cho mình, bác bảo là bếp của bác cái gì là bác đi nhặt sắt vụn đấy. Thì bác này bảo là bếp này là toàn bếp tôi ngon của người quen. Thế là người quen họ chắc này cũng lại đem đi người sửa không được nên về giả về bỏ về. Thế là mới xem kênh biết mình ấy gửi lên cho mình. Cái bếp này nặng quá mà mọi người nhá, nặng cực kỳ luôn. Đó là cái loại bếp chất đấy các bạn ạ. Khả năng là thế đấy. Mâm từ này. Hy vọng là nó không chết vi xử lý các bạn nhá. Để mình nhìn thử thế nào. Xem nó ghi đây, ghi chữ 5V ở đây. Cũng như vừa nãy mình cấp 5V từ cái dây đỏ này đi vào đúng nó, sau đó là nó đi qua các tải của 5V, tức là qua vi xử lý ấy. Rồi nó sẽ đi qua một con diode ở trong cầu chỉnh như này, nó về một da C. Mình không tìm thấy cái mắt ở đâu mà, nên mình sẽ test thử theo kiểu như thế. Thì tất nhiên là số đáp còn có 4 phẩy mấy đấy, nhưng nó vẫn lên được là ok. Ôi cũng chập nhá, cũng báo chập luôn. Lần này là không phải ăn dòng 0,1 nữa, à 1A nữa mà nó báo chập luôn các bạn ạ. Tức là cái bộ cấp nguồn của mình nó báo chập và nó ngắt nguồn luôn, nó kêu ấy. Đây, để xem cho nó như nào, xem là có như là toàn là những cái bếp này hỏng này trả về không. Mâm từ rất hoành, rất nặng luôn, mâm từ nặng lắm các bạn ạ. Ferrit này to bởi vì là nó nhỏ mà. Mâm từ 2 tầng. Đây là rắc quạt này, đây là rắc lên bo xử lý này. Đấy, các bạn nhìn nhá. Mình bảo rồi, mình còn vì không lên khối nguồn nên thợ hoặc chính là bác đấy đang động rất nhiều đến khối nguồn luôn. Các bạn nhá, nên bây giờ mình lại cấp nguồn thử 7805 đây này. Các bạn ạ, làm rất nhiều chỗ luôn, động nhiều chỗ lắm. Bây giờ mình sẽ thử như này nhá. Là con này còi kêu ở đây mà, thôi cứ kệ đã. Mình vừa đo, mình vừa dùng cái bộ cấp nguồn của mình cấp 5V mà nó báo chập đấy. Thì bây giờ mình sẽ đo thử nhá. Đây là con 7805 này, diode chỉnh lưu này, đây là cái quận mình gọi là quận ký sinh này. À, xung dương chỉnh lưu qua diode này, tới đây là lọc hướng tụ này, tới chân in này. Ra chân ao này nhá. Chân ao như vậy là đây là nguồn dương 5V ra này. À, có kêu tít, có kêu tít được các bạn ạ. Như sao vừa nãy mình cấp nó này tịt nhỉ, 5V đây, đúng rồi, có kêu tít này,
Như vậy là khả năng nó sống nhá. Để mình thử cấp lại xem nào, tại sao nó vừa nãy cấp nó này chập, hay là nó chập trên vỉ trên, chập vỉ trên đấy các bạn ạ, bởi vì 5V nó đi theo cáp này lên mà. Đây, để mình cấp thử lại nhá, cũng cấp một dây AC đi như vừa nãy đi, và dương ở đây đó, kêu tít tốt, ăn có 0,01. Đây cho mọi người nhìn để mình, các bạn sẽ hiểu rằng mình sẽ tận dụng cái bộ cấp nguồn nó như thế nào. Bộ cấp nguồn của mình đang chỉnh này, các bạn để ý này, đấy vừa cầm trên kia quát động ở đây cái nó tăng lên đấy các bạn ạ. Đấy, mình chỉnh đang là 5V nhá, 4,9 này, 5V này, nó bị nuốt nét thôi. Mình sẽ cấp vào bo này, chúng ta sẽ để ý nhá. Đó, nó kêu tít và ăn 0,01. Như vậy là con mờ su này sống. Bây giờ sẽ cắm con này vào mà bị báo chập tải luôn, thì là con mờ bộ trên đang bị chập. 5V nó đi lên vì điều khiển mà các bạn. Cấp nhá. Đó, chập luôn nhá mọi người nhá. Lại lần nữa này. 5V này, cấp lại này. Đó, chập luôn, như vậy là chập trên vỉ điều khiển. Đó, các bước mình kiểm tra đấy các bạn ạ. Xem vỉ điều khiển này nó có những cái gì mà nó chập. Ôi giời, IC. Thì nhìn trên này nhá, nó có tụ lọc này này, thì cấp vào con tụ lọc để thử. Đây, cho mọi người nhìn nhá. Bây giờ là sẽ vặn về không để mọi người sẽ thấy là mình sẽ tận dụng cái bộ cấp nguồn nhiều như nào. Vặn về 0V đấy các bạn ạ. Mình sẽ cấp vào dương ở đây. Dương ở đấy nhá. Âm ở đây. Hai tụ lọc này. Hai con tụ lọc này thì một con là lọc nguồn cho con này, một con lọc nguồn cho con này. Con cảm ứng này bây giờ mình sẽ ghim điện, đã ghim rồi mà mình sẽ bật, mình sẽ vặn lên nhá. Mình sẽ cấp dần dần này. Đấy, mọi người không nhìn được nhỉ. Đó, mình sẽ bắt đầu vặn điện áp lên dần này. Đó, chúng ta sẽ thấy nó ăn tận 0,4A rồi. Chập như dính vào nhau luôn. Không biết là con nào. 2,8V ăn 0,9A nhá. Bây giờ để sờ xem con nào nóng. Ôi giời ơi, con này nóng gian. Con này là CS16. Con này IC này chập nhá. Để mình sẽ... Nó nóng gian luôn. Tất nhiên là mình vặn như này vì nó chỉ chạy 5V thôi, mình sẽ không bao giờ mình vặn quá là 5V nhá. Con này là con IC quét led các bạn ạ. Hình như là con quét led thôi. Đúng rồi. Quét led hay là có cảm ứng không nhỉ? À không, cảm ứng là do ông này rồi. Đây thì khả năng là CS1638. Đó, nó đang bị chập nhá. Bây giờ mình sẽ bỏ ra thì có khả năng nó sẽ lên được. Chờ mình chút, mình bật máy hàn, mỏ hàn ăn từ nãy giờ chưa bật mỏ hàn. Mình sẽ tháo nó ra để xem nó lên không. Con này thì mình cũng không có rồi. CS1638. Mình chỉ thấy là nó quét led thôi. Nên có khả năng bỏ nó ra thì là sẽ bật chạy bình thường. Nhưng mà không hiển thị thôi. Để thử xem có đúng không nhá. Đấy, đôi chập thế mà mọi người không biết sẽ cài hết cái bài trên này luôn. Bây giờ lại đo thử. Chờ mỏ hàn nó lên mình đo thử. Mình ghim điện và mình đo thử. Ghim điện khả năng bây giờ có khi nó lại kêu đấy các bạn ạ. Đó, tít nhá mọi người nhá. Đo này, đây là lấy mát ở chân e đi. Đây là chân chân in 7805 này. 10V này, ra chân ao đây. 5V đẹp nhá các bạn nhá, chẳng cần đo 18V nữa đâu. Đây, thích đo 18V thì đến đây là 18V này. Để mình nhìn lại xem nào. Đây là 18V này. Đó, ok nhá. Đó này là cụm trên này là đang bình thường. Đấy, không biết, không lên là mới kiểm tra rất nhiều thứ ở đây. Nhưng mà chưa sao, không sao, vẫn ok. Giờ sẽ tháo bỏ cái này ra. Tháo bỏ ra bật xem nó có chạy không nhá. Đang chập rồi mà, chập nóng bỏng rồi các bạn ạ. Nhưng mà chúng ta sẽ hiểu được là mình khi mình sửa chữa thực tế nhá, là mình test ra tìm lỗi nó như nào nhá. Nó chập nguồn như thế đấy, nhiều người cứ không thấy có điện áp ra là cứ đi cày, cày nguồn, cày các kiểu, nhưng cuối cùng hóa ra ấy là do chính là bị chập tải đầu ra. Và cụ thể đấy là nguồn 5V nuôi con mờ su ở dưới này,
nuôi con mờ su này này vi xử lý và nuôi cái con quét lét này này, và mình đã kiểm tra và biết được con quét lét này đang nóng bỏng, tháo bỏ nó đi luôn bởi vì nó chết rồi mà. Có to thay là nó chạy được đấy. Đất chân này. Đó, đã tháo nó đi nhá. Bây giờ sẽ ghim thử. Tất nhiên là ghim nó sẽ không lên được gì đâu các bạn ạ. Nhưng mà nó kêu tít là nó đã chạy. Và có khả năng sẽ bấm phím được, nó sẽ không hiển thị được cái led gì nữa đâu. Bởi vì là chức năng của nó, con IC đấy quét led nó đã lỗi rồi. Bật xem quạt chạy không, là mờ sư sống thứ ấy. Mình ghim điện này. Ô cũng không kêu gì. Cũng không kêu gì các bạn ạ. Như vậy là chết gì nữa à? Cứ ghim đi để đo thử điện áp. Vẫn chập ở đâu hay là không chập nó. Đấy, tụt có 2V rồi. Ô như vậy là không. Nhưng mà nó nóng bỏng cơ mà mọi người. Mình sợ con này nó nóng bỏng cơ. Để đo thử nhá. Tháo nó ra rồi mà sao vẫn chập. À, vẫn bị tụt điện áp đấy. À, có khả năng con này cũng chập nữa. Chẳng qua là mình vừa ghim thử như thế thôi thì là mình thấy nó nóng thôi. Đây thì sẽ ghim bằng bộ cấp nguồn của mình. Đây lại để bộ cấp nguồn ra nhá. Bộ cấp nguồn nó mạnh hơn, dòng nó cao hơn cái nguồn của nó mà. Đây này, mình sẽ cấp vào đây này. Đó, ăn 0,9 các bạn ạ. Và không kêu gì cả. Nhưng mà rút ra lại kêu á. Lại nhá. Ở đâu? Đang ở 2V thôi. 5V đây. Đấy, kêu tít tốt nhá. Nhưng ghi vào chắc này báo chập cho mình xem. Vẫn kêu tít và ăn dòng quá cao. Mọi người nhìn nhá. Mọi người nhìn ăn dòng này. Ăn tận 0,3 A bình thường, không bao giờ ăn này đâu, ăn chỉ 0,02 thôi. Tóm lại là con này cũng chập. Đúng luôn. Và không nóng mọi người nhá. Như vậy là trên này còn chỗ nào chập nữa. Led chập à? Để mình dò thử nhá. Nó ăn dòng rất cao các bạn nhá. Vẫn thấy nóng ở chỗ này. Mọi người ạ. DZ thì không có rồi. Nó ăn dòng cao như này nên dẫn tới là cái bộ nguồn chính của nó là con Viper 12A, nó tạo ra nguồn 5V là không đủ tải đấy, thì nó sụt xuống còn 2V nên nó không kêu được đấy các bạn nhé. Rồi. Con này nó sinh nhiệt lên từ từ, con này cũng chết nhá các bạn nhé. Con này đã ăn dòng cao. Đây để chứng minh cho mọi người. Là mình sẽ dò cái chân VC nó và mình sẽ cắt nó đi. Đây là chúng ta sẽ để ý nhá. Thì chúng ta sẽ thấy không dòng ăn nữa. Đây là con tủ lọc nguồn cho nó này. Với âm ở đây và dương đây, tức là dương nó sẽ đi qua con điện trở 10 ohm này này. Mình sẽ tháo con 10 ohm này ra. Con 10 ohm đang nóng ran luôn. Tháo con 10 ohm ra là cô lập nguồn cấp cho nó, thì chúng ta sẽ ngồi nhìn cái dòng ăn đang là 0,34 nhá. Này mình tháo ra xem 0,34 nó tụt về không không nhá. Tụt về 0,01 đấy. Bởi vì là 0,01 là con dưới đang chạy ăn mà. Đấy, 0,06 nhá. Kết luận cuối cùng là con này cũng bỏ không sửa được. Chết con IC quét led. Và chết cả ông mờ su quản lý phím cảm ứng các loại các thứ rồi. Chỉ sống một con ở dưới thôi. Con ở giống ở dưới thì mình cũng không làm gì được. Đó, bếp từ nó sửa nó đôi khi nó thế đấy các bạn ạ. Thôi mình lại lắp lại con này. Và kết thúc chuyển sang cái ống ly. Hai con bếp rất là đẹp. Nhưng mà chết IC vi xử lý. Thì IC vi xử lý của nó thì nó phải chứa chương trình phần mềm. Thì muốn kiếm được, sửa được nó ấy, phải kiếm được cái con IC vi xử lý trên chính cái model bếp như này nhá. Các bạn nhá, thì mới lắp nó chạy được nhá. Nhưng có kiếm thì là như là mò kim đáy biển ấy, khó lắm mọi người ạ. Nên không làm gì được thì phải bỏ thôi. Đây mọi người. Su Han. Quá đẹp luôn rồi cũng cùng chết. Xử lý media thì mình còn có chứ, bởi vì mình có thông dụng hoặc kangaroo, chứ bọn này thì mình chịu. Và
bọn chúng nó sẽ là khác nhau nhé, hai hãng khác nhau, nó sẽ là phần mềm nó khác nhau đấy, nên chúng ta có thay cho nhau không hay ở đâu mọi người nhé. Nên mọi người bảo là một con này chết vỉ dưới, một con chết vỉ trên, tại sao không ghép hai con thành một và ghép chả ghép ở đâu, ví dụ như hai cái xe máy giống nhau còn ghép được. Đây là cái bếp, đây là cái Omni Ariang, thấy bác này là bác tập sửa nó nhưng mà không sửa được. Bác này đầu tiên thì bác nói, bác bảo là bác ấy mua cái này về để bác về bác tập làm tập sửa. Nhưng sau đó bác bảo là đây là Omni của nhà hỏng nhưng mà tự làm không làm được. Mình cũng chưa rõ nó bị lỗi gì, mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà mình sẽ tháo ra xem bác làm những cái gì nhá. Chờ mình chút, mình cũng không dừng máy quay nữa, cứ để kệ nó đi. Cái video này sẽ chưa nghĩ ra đặt tên như thế nào. Nó là những cái tổng hợp sửa chữa của mình đấy. Bạn nào rảnh rỗi muốn xem tham khảo xem mình tìm ban xử lý như thế nào. Không phải là tìm ban được sửa được ban bệnh, mà đôi khi là sửa chữa là đấy, như hai cái bếp từ kia là không sửa được đấy các bạn ạ. Ariang này chạy sò xem nào, để mình xem là D718B668 thôi, rất là thông dụng ngày xưa nhưng nó lâu năm quá, nó dỉ ghê quá. Đây, để xem mấy cái dây gì nó đứt chưa. À, chưa đứt đâu, xem cầu chì có cháy không. Rất nhiều 4558. Không cháy nha, bây giờ sẽ cắm trực tiếp thử xem nó thế nào. Xem dưa lè có đóng không, cắm qua bóng đèn thôi. Bác này bác tự sửa nhưng bác không sửa được mà. Mình chưa tháo bo nên chưa biết là bị lỗi gì, cứ cắm thử xem nào. Đấy. Như vậy là dưa lè không đóng các bạn nhé. Mình tắt này, mình bật lại này, dưa lè không tánh đóng, nó có cái đèn RT luôn xa luôn ở đấy, đóng rồi, bây giờ mới đóng cũng không sao cả. Phải đo xem có DC ra loa không, hay là con này do lâu năm nó chỉ hỏng chiếc áp thôi, để thay một loạt chiếc áp. Đóng rồi các bạn ạ, từ nãy giờ một lúc sau nó mới đóng. Để mình đo cái nguồn đầu ra xem nó có bị dò DC không. Khi đóng như này chắc là không dò đâu. Đấy, không dò đâu các bạn ạ. Đó, dừng máy quay để mình sẽ cho tín hiệu vào xem nó như nào nhá. Mình đang cho tín hiệu vào này, cũng đang test một loa nhá. Ở bên này gãy không cho, cho bên này, cho bên để mình nhìn xem nào. Ôi dồi, nó đang bốc khói đâu ấy, kinh vãi, bốc khói rồi các bạn ạ. Lỗ tụ rồi đây này, tụ này đang lỗ này, các bạn có để ý khói không, lần đầu tiên nhìn thấy khói nhá. Con tụ này đang phồng lên này đấy, mình cắm từ nãy giờ mình cho tín hiệu vào đấy, con tụ này bị căng luôn, chưa rõ là con tụ ấy lọc phần nào, xì khói, đang vẫn đang xì khói nóng bỏng này, vừa nóng kinh luôn. Nhưng mà để tí nữa là nó lỗ ấy các bạn ạ, may mắn là rút sớm nhé. Ôi giời, không biết là mọi người có nhìn được không, là chưa kịp cho volume lên mọi người ạ. Lần đầu tiên thấy khói. Thôi để mình sẽ sửa, để thử tháo xem con tụ này là như nào nhá. Bác à, bác tự sửa chứ bác không sửa được mà. Nhưng chưa rõ là bác sửa cái gì, hay là bác lóc ngược cực tụ không. Nóng bỏng chỗ này luôn này. Đây, ghim từ lúc đấy, bây giờ sau đó là mình dừng camera để mình. Đây này, nó vẫn còn xì khói lên này. Ủa, nóng bỏng, nóng đến 100 độ luôn. Kinh khủng. Con tụ này thì theo mình nhìn nhá, chức năng của nó nhá, là lọc cái nguồn cộng trừ sau khi chỉnh lưu. Sau đó là cái nguồn cộng trừ này nó sẽ cao hơn 15V đấy, nó sẽ đi qua hai con IC 7815, 7915 hoặc là 7812, 7915, nó hạ ra nguồn cộng trừ cho bọn 4558 hoạt động. Ủa, nó nóng kinh thật đấy. Các bạn ạ, bây giờ mình sẽ tháo ra xem nào. Tóm lại là cái âm ly này, cái biến áp này này, nó sẽ tạo ra
hai mức điện áp ở đây này, và một mức điện áp là được chỉnh đi qua cầu chính chính này, có điếu to à, có cầu chỉ to này, chỉnh đi ra nguồn cộng trừ cho phần công suất, và một cái nguồn cộng trừ 15V nữa cho phần điều khiển, nhưng tất nhiên là từ biến áp ra nó luôn cao hơn, sau đó nó mới đi hạ qua 78 15 79 15 ấy, nó sẽ ra tầm 18 là 20V đấy, để điện áp cao thấp hoặc là có sự cố bập bềnh thì là nó vẫn đáp ứng được cái nguồn cộng trừ 15V ok, để cho cái phần 4558 tiền vách đại nó sẽ vẫn xử lý được tín hiệu ok chuẩn các bạn ạ. Nhiều mạch thì nó không dùng 7805 7905 mà nó dùng transistor điện trở DZ kim cực B, cũng tạo như là con ổn áp tuyến tính ấy. Cái này thì phải đánh dấu nhỉ. Cứ đánh dấu vào cho nó chắc ăn. Bác đã tháo rồi, mình thấy rút nó có keo này, rút ra nó đã bong keo hết rồi, xem có lắp ngược cực không. Đấy, tụ đã động đến này mọi người nhá, con tụ lồi là con tụ bên trong nhá mọi người nhá. Rồi, chúng ta sẽ để ý này, ui vẫn còn nóng, nóng nóng rát tay luôn. 25V 2200mi, còn con này thì 35V 1000mi, như vậy là mình không rõ là con nào nó con đúng con nào con sai cả, nhưng mà con này có lắp 1000mi cũng ok các bạn ạ, không vấn đề gì. Con nóng là con mình tháo ra nhá, để mình xem chức năng chân nó như nào. Nóng kinh, vẫn còn nóng kinh khủng luôn ấy, nóng lắm. Như vậy là âm bên này và dương bên này nhá, để yên để mình đánh dấu không để nhầm, để xem các ứng là cái nóc ngược không à. Gương này âm bên đấy nóng bỏng luôn đấy, mình vẫn cầm vẫn còn nóng, chắc khi tí nữa nó lổ nguy hiểm lắm, tổ hóa lắp ngược cực là lổ ngay đấy các bạn ạ. Vừa nãy mình ghim qua cái bóng đèn thế mà áp nó vẫn dâng lên là phù được, thì mình nhìn qua nhá, mình nhìn qua thế nào. Đây là mát này, zoom lên cho mọi người nhìn cho rõ nhá. Diode đây chỉnh lưu ra, mà đây là dương này hay là đây là âm, xem là lật ngược lại nhá. Như vậy là đấy là âm về mà lắp đúng luôn mà xong vẫn nồi nhỉ các bạn nhỉ. Hay là nó là chịu 35V mà đang là thay 25V nó không chịu được không các bạn? Để tí nữa mình ghim điện mình đo thử nhá. Bác ấy thay hình như là thay dung lượng tụ nhỏ hơn hay sao ấy. Chiếc đép chịu được nhỏ hơn hay sao ấy, nhưng mà lắp âm dương thì đúng không sai các bạn ạ. Cực âm dương chuẩn không sai mà nó lỗ. Con này cũng kiểm tra luôn. Con này thì nó không lỗ nhưng mà cũng lắp đúng không sai. Ok, mình sẽ lấy một con 35V 1000mi mình thay cho nó. Con tụ zin của nó là 25V thôi, còn con tụ cái này mình lắp 1000mi cũng không vấn đề gì đâu các bạn nhé. Phần tiền huyết đại nó không ăn dòng cao đâu. Mình đã thay con tụ khác này, và chúng ta để ý nha, hai chân con tụ đấy bên này, hai chân con tụ 104 dập xung nhiễu này, nên tí nữa mình sẽ díp mà que đo ở đây, mình sẽ đo để chúng ta sẽ thiếu hết là điện áp trên con này là bao nhiêu vôn mà nó lại lổ được như thế nhá. Và mình có hàn lại hết cái chân cắm này vào, chân cắm này long hết mạch, long hết cái chân mát và các thứ các bạn ạ. Nên đôi khi long thì nó cũng xảy ra hiện tượng chạy chập chờn đấy. Bây giờ sẽ lắp test thử con này. Phần đóng dơ le có vấn đề, bật lần đầu không bao giờ nó đóng, sau đó mình tắt đi mình bật lại nó đóng dơ le, nó có một cái đèn đỏ ở đây này,
khi nó đóng cái dây le mình cắt tắt, mình đã bật rồi đấy, nhưng nó chưa đóng đâu, chưa hề đóng, đó đóng rồi, tạch rồi thì nó cái đèn nó sẽ mất. Và mình sẽ đo cho mọi người cái nguồn, mức nguồn trên con hai con này là hai con 79, đây là con 7912, 7812 nhá, nó tạo ra nguồn cộng trừ 12V cho 4558. Thì ca thì hai con tụ này lọc nguồn chân in của hai con đấy các bạn nhá. Thì mình đo điện áp trên con tụ bị lỗ này, bị phùi này thì nó chỉ là 14V thôi mọi người nhá. Như vậy là ok mà lọc 25V mà lại phồng được, vô lý kinh khủng luôn. Hay là tụ này tụ ly Rubicon à, đúng tụ Rubicon đẻo các bạn ạ. Phồng được luôn. Còn con bên này thì tận 35V nên mình đang thay hai con, một con 35V đấy. Con này thì cũng thế thôi. Chưa dí được các bạn ạ. Đấy, 14V này. Các bạn nhá. Chỉ là 14V thôi mà. Mọi người nhá, cộng trừ 14V xong ra hạ ra 15V đây là mình sẽ đo này. Cái mát là vỏ máy nhá, vỏ máy là mát toàn mạch nhá, thì mình sẽ đo này. Đây là nguồn dương 12V ra. Âm 12V ra này. Đó, như ok nhá. Là qua cái này này. Và mình đang cho tín hiệu vào nhá, và mình đang thử một kênh này, mình cho volume lên này. Nó kêu tạch 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 nhá. Không phải tròn tiếng gì nhá. Hai vế đều bị như thế luôn, vế bên này cũng thế này. Cả hai vế đều bị luôn. Đấy. Nhưng mà như này thì không rõ là do. Để mình test test thử kiểu này xem nào. Rút cái này đi. Cho sang vế này nè. Test kiểu gì được bây giờ cho nó dễ nhỉ. Nó đang bị lỗi nhá. Thôi cho tín hiệu ra. Kích trực tiếp xem nào. Không gì. Rút cái này ra. Ồ, ngắt dơ le luôn. Các bạn ạ. Rút ra tín hiệu ra cái nó bị sốc. Nó dò DC ra loa nó ngắt dơ le luôn. Mình bật lại này. Không đóng dơ le luôn. Như vậy là cảm giác như mất mát hay gì. Không đóng dơ le nữa các bạn ạ. Mình tắt đi, mình đóng cái này lại nè. Con này là mình chưa biết bắt lỗi là gì, cả hai vế đều kia xẹt 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 xẹt. Không đóng dơ le nữa. À đấy, đóng rồi. Bình thường như này nếu mà phần công suất nó lỗi mình căn nhiễu này nó ù to lắm. Đấy. Đó là thử đo nguồn cộng trừ nhá, để mình dò mình đo thử cái nguồn cộng trừ xem nào. Cấp cho phần công suất này nè. Nó không ù không biết gì cả, ok đấy, nhưng mà tiếng bị nghẹt. Mát ở cái miếng nhôm này nhá. Đây miếng nhôm này để cho mọi người nhìn này. Thì mình cũng chưa rõ là nguồn cộng trừ lên đây như nào, nhưng mình sẽ đo ở chân. Mình hiểu dòng chảy của nó, mình sẽ đo ở chân. Chân C của D718 và chân C của B668. Chân C này. Đấy, như vậy là 38V này. Và chân C này. Trừ 38V, như vậy là phần nguồn công suất rất ok luôn. Mà lại bị ù như thế cả hai kênh thì khả năng phần tín hiệu có sự cố mọi người nhé. Đây cho lại này. Đấy. Vô lý thật. Rồi sau mình tắt này, sau mình rút cái này ra mà nó lại không đóng dơ le được nhỉ. Vô lý, rút tín hiệu ra thì nó phải bình thường chứ. Đo thử xem có bị dò DC ra loa không. Đấy, nó không thể đóng nhá. Thì nguồn ra, đầu ra nó sẽ là đi ở các con tra này. Đấy, dò 38V ra luôn. Vô lý nhỉ. Mình tắt này. Nó sẽ mất nhá. Mình tắt nguồn rồi đấy. Mình sẽ cắm cái này vào xem nó có bị dò không. Sau cắm tín hiệu, bỏ tín hiệu ra nó lại bị dò kinh như thế nhỉ.
Mình cắm rồi nha, bây giờ mình sẽ bật lại này. Chờ dưa lè đóng. Đấy, dưa lè đóng rồi và không có độ giò ra loa. Các bạn nhá, chưa hiểu tại sao rút cáp tín hiệu ra này bị giò như thế, chẳng lẽ nó lấy mát. Mặn đóng ngắt rồi, không biết là bên nào giò, để thử xem nào. Không phải bên này. Bên này xem nào. Đấy, nó đóng luôn. Sau này hơi lằng nhằng một chút thôi để mình xử lý, sau đó mình sẽ chia sẻ cho mọi người cho nó thật nhá. Chứ vừa làm vừa nói này chưa biết được là lỗi cái gì đâu. Rất là buồn cười ban vậy. Các bạn để ý này, mình test thử này. Đang để mức âm lượng trên cái này nhỏ, không thì nó bục loa ngay. Mình tăng nó lên này. Như vậy là hai phần công suất ok. Mình đang test như nào đây, mình sẽ nói cho mọi người là mình test như nào nhé. Tóm lại là khi mà mình rút cả như này ra này thì coi như là phần tiền khuếch đại tín hiệu đây là nó mất mát. Cái dây này không có mát lên. Mình không hiểu nó chỉ có là GRL lên hay sao, hay là cộng trừ gì mình không rõ. Tóm lại mình đo thử. Mình có đo thử ấy thì cái mát là cái vỏ toàn máy nhá mọi người nhá, thì nó chính là cái GRL này. Đây là mình test thử cho mọi người này, mình đo thử này. Mình đo bằng một cái vỏ ngoài hoa sen, tức là vỏ máy này thông nhau này, thì nó cũng thông với cái dây mát này này. Tóm lại là nó đi lên đây thì đây là cái dây mát để cái tín hiệu âm ở đây này, nó sẽ đi qua những con tràn khuếch đại thứ ấy, để tiền gọi là tiền khuếch đại, thì nó sẽ đi về mát này. Do mình rút nó lên nó không hề có mát như một số âm ly khác ấy, thì nó có đường mát này lên nữa cơ, đường mát tổng lên nữa cơ, nhưng con này nó không có. Mình rút lên dẫn tới là nó cái tín hiệu nó bị sai số, sai về cái chế độ định thiên thứ, nên do đó nó bị DAP DC dò ra loa luôn. Đấy, tận ba mấy vôn đấy dương ra, nên giờ tới nó phải ngắt, giờ này nó ngắt luôn mọi người nhá. Do đó mà mình đang test thử bằng cách như này là mình ghim như này thôi, là mình chỉ ghim mát thôi. Còn cái tín hiệu ấy thì là mình tận dụng cái cầu chì mình để lấy cắm nó vào đây thôi, sau đó mình sẽ đưa tín hiệu ở đây. Thì mình đưa tín hiệu ở đây nhưng thực tế là đây đã là mát tín hiệu rồi nhá, bởi vì mát là chính là cái dây cái vỏ hoa sen này, nó tiếp với vỏ toàn mạch, thì tương đương vỏ toàn mạch nó đã li lên cái dây đen đen này, nó đi lên đây rồi, thì cái tín hiệu của cái tín hiệu âm ở đây này, đây là mát mà âm này nó đi vào đây thì nó đưa vào khuếch đại ok. Còn nếu mà rút ra là mất mát là sẽ ngắt dây lè ngay nhá mọi người nhá. Qua một cái test như này thì mình hiểu được thiết kế của nó, đó là con này mà chập chờn cái này thì là Protech, tức là ngắt dưa le ngay là đúng. Nhưng con này phải xử lý cả dưa le nữa, dưa le đóng rất khó luôn. Bật lần hai nó mới đóng. Như con tụ đang bị lỗi, tụ mồ, tụ lạp nó đang lỗi ấy, các bạn ạ. Nhưng con này mình test như thế thì bên này cũng bị như thế, thì mình khẳng định luôn ấy là hai vế công suất là ok. Bây giờ mình sẽ đánh phần tiền khuếch đại nhá mọi người nhá. 12V đưa lên cho tiền khuếch đại này, chắc chắn là con 4558 hoặc con gì đấy đang lỗi, nó sẽ bị như này. Để tháo bỏ mặt trước ra thôi. Cô lập dần dần mà mọi người, sửa âm ly nó thế đấy. Quan tâm đến cái bo music này trước nhá. Bo mic thì chưa kiểm tra vội. Thì nó có ngọt, cái này là cái chọn AB vào này. Còn cái này là cái tăng chất lượng tín hiệu âm sắc hay sao ấy. Rồi đây là quan tâm đến chết up volume này. Rồi bass chest này. Sau đó là đến đây thì lại chết up volume này. Và bass chest này là bass chest cho cả phần mic nữa, đã bị trộn các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ test thử. Tháo ra thì thấy điện trở câu. Điện trở này là mình nhìn trên mic thì con này là con 390 ohm, cam trắng, đen là 390, đen nữa là 10 mũ không, tức là 390 ohm là của cái đường cộng trừ 12V đấy. Nhưng mà đã có người hàn con 4.7 ohm vào thay nó, nối thẳng chẳng sao đâu, nhưng mà người hai hạn qua điện trở 10 ohm hoặc 100 ohm như thế này này. Nhưng con này tận 390 ohm, để ví dụ con 4558 là hỏng thì nó sẽ tụt cái đường nguồn đấy các bạn nhé. Đây rất nhiều 390 ohm cấp nguồn cộng trừ cho các con 4558 đấy các bạn ạ. Bây giờ này mình đang có tín hiệu rồi. Mình cắm điện này để cho dưa này đóng, dưa này đóng rất lâu và mình sẽ test thử. Chạm vào tín hiệu chân giữa của cái volume này để mình chọn vùng lỗi. Đấy, đã được rồi nhá. Đây các bạn này.
không dù đâu, nhưng mà đâu mình tín hiệu đây nhá, một GND theo cái rắc như này là vào mạch rồi nhá. Bây giờ mình sẽ kích vào này. Ok nhá, và volume ở đây đi. Dè hẳn luôn. Nó bị dè nhá các bạn nhá, còn ở đây thì ok này. Đó. Tiếng trống và tiếng bát check mạnh hẳn luôn. Còn ở đây thì dè này. Đó là ngõ ra của chiếc đáp. Tất nhiên là mình đang lấy đúng cái ngõ là của cái, đây là chiếc đáp kép, ngõ là bên này, còn bên kia là ngõ của cái vế mình không dùng nhá, nhưng mà nó sẽ giống nhau. Nên bây giờ mình sẽ quan tâm xem thay thử con 458 này đầu tiên. Ở đây mình đo cho mọi người mức nguồn đây này. Quên mất chưa đo mức nguồn, đã test rồi. Nó qua dây đỏ này này. Dây đỏ là dương 12V, đen là trừ 12V đấy các bạn nhé. Thì nó sẽ cấp lên đây, cấp cho đi qua các con 390 ohm này, cấp cho các con 458 nhé. Bây giờ mình cũng chả có thời gian mình kiểm tra như thế nào, nhưng mình sẽ thay thử từng con một. Thay con này trước, bởi vì mình cảm giác như là con này con đầu vào là hay bị sốc đầu tiên rồi. Hình như là không phải con đấy đâu, con đấy là nó liên quan đến khuếch đại, mình bảo là tăng cái âm sắc ấy. Nhiều một số âm đi nó như thế. Mình tạm thời mình tháo bỏ bọn này ra đã. Mình thấy nó không chết mà. Mình sẽ dò đường tín hiệu vào nhé, để mình xem nó đến con 4558 nào đầu tiên. Thì ngõ AB đằng sau ấy, nó sẽ đi đến công tắc chuyển đổi này, thì nó chân ra nó sẽ ở giữa. Tức là ấn vào ấy, thì là đây và đây dính nhau. Từ nơi đây dây dính nhau, RL lấy của có cái vế A chẳng hạn. Còn mở ra ấy, thì là vế B tới đây thì nó lấy ở vế B nhá. À, ở ngõ B, ngõ A, ngõ B, ngõ 1, ngõ 2 đấy. Thì nó ngõ ra đây này, mình chỉ cần dò một con thôi. Nó đi theo đường này nhá. Cái số 1, 2, cái số 3 tới đây, qua tụ lối tầng, qua tụ lối tầng, sang bên này, vòng tới đây là tới con 4558 này. Như mình đang thấy là tín hiệu vào bị khống chế bởi mấy con diode này hay sao ấy, đây này. Đi sang đến đây rồi nhá, nó lại diode chảy xuôi như thế nào ấy. Không rõ, nhưng mà đo thử diode trước. Đấy, đo dò mới đầu tưởng con trên cùng này, nhưng cuối cùng dò ra tín hiệu đầu vào là con 4558 này, nên mình sẽ thay thử con đấy, con này trước này. Xem mấy con diode này nó có chết không. Như là sốc áp đầu vào rồi qua nó không chết đâu. Đó, bây giờ mình sẽ thay thử con này. Xem nhá, để lấy đã. Cứ từ từ thì nó sẽ ra rồi các bạn. .458 thì mình chả phải mua bao giờ, bởi vì quá nhiều xác của 4558. Cứ từ từ rồi nó sẽ ra bệnh các bạn ạ. Và mình không thể biết được con nào chết được luôn ngay đâu, mà mình cứ làm từ từ thôi. Đấy, cái cách khoanh vùng của mình ấy là phần công suất không sao. Hơi buồn cười là cũng có, mình gặp rồi. Là rút tín hiệu âm là dơ le ngắt. Bị dò DC ra loa luôn. Dò nó mất mát đấy các bạn ạ. À, test nhá, xem thế nào nhá. Dơ le chưa đóng đâu. Đấy, đóng rồi. Vẫn thế các bạn ạ. Vẫn thế thì không phải rồi, bây giờ kiểm tra nguồn. Như vậy con 4558 kia vẫn ok nhá. Mình sẽ kiểm tra nguồn cấp cho nó. Thì thông thường nguồn cấp cho 4558 này hình như đó là chân 4 và chân 8. Các bạn ạ, mình đo thử nhá, con này thử này. Ở đấy mọi người không nhìn được nhỉ, mình sẽ giảm xuống một chút. Chân 4 là nguồn trừ hay sao ấy. Đấy, con này còn nó trừ 9V thôi.
trừ 9V là do ở đấy tháo con kia ra tụt xuống cũng chẳng sao cả, trừ 9V. Tiếp theo là con vừa thay này, chân 4 này cũng trừ 9V, trừ 9V. Tiếp tục con này, con này còn có 7V thôi, trừ 7V. Hay là con này ăn dòng, con này cũng 7. Ồ, hà lan con này là nguồn cấp đi song song nhau à. Con này nó tận 390 mà bình thường con khác chỉ 100 ohm thôi mà các bạn. Còn con này nữa cũng thế. Sau khi mình thay con đấy xong thì nó vẫn thế. Thế là cuối cùng mình đánh vào chiết áp, bởi vì cái đồ âm ly này là chiết áp. Thì cuối cùng là tất cả các thể loại chiết áp đều hỏng hết. Như vậy là những bạn nào mà xem video của mình này, hoặc là những bạn nào mà sửa âm ly nhiều thì chúng ta sẽ thấy là chiết áp hỏng là chuyện bình thường, do hỏng theo thời gian. Đây mình tháo một loạt này nha, toàn 50k thôi. Thì mình đo này, nó chả lên được cái gì luôn. Nên dẫn tới là nó âm sắc nó chả đi qua được này. Rồi vui chiết áp, cái chiết áp có một cái chiết áp này, đây chính là chiết áp to nhỏ này. Bác ấy hay là ai cho dầu vào ấy, thì nó chạy rất là trơn nhưng nó chả tiếp. Do đó mà mình cứ dí trực tiếp vào đây thì nó nói to đấy, nhưng nó nghẹt to. Nhưng mà tí nữa ở kia vào thì bé tẹo đấy các bạn nhé. Là do chiết áp volume cũng hỏng, hỏng hết luôn, không có cái chiết áp nào chạy được nữa luôn. Cái vấn đề là bây giờ là mình sẽ rất nhiều chiết áp mình thay. Mình có rất là chiết áp thay, nhưng mà cái chiết áp này nó lại bỏ này bằng sắt, bằng nhựa nhé, chứ bằng sắt đâu. Và đặc biệt nó có cái vắt xê này, này. Đó, nó có cái vắt xê như thế thì mình lại phải thay, thì mình phải thay cái lúm này cho bác ấy, hoặc là mình phải xử lý cái này, bởi vì mình toàn có chiết áp tròn này. Đây này, mình mua trên thị trường chiếc áp tròn thôi. Toàn chiếc áp tròn đây các bạn ạ. Nó lúm nó bằng tròn 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 như này này. Mấy túi chiếc áp này đấy, cứ để lúc tinh cả luôn. Đây này, tròn như này lắp vào đây không được. Kiếm cái âm ly lấy cái những cái volume này cho bác đấy, hoặc là cắt bỏ cái nhựa đi, bởi vì cái nhựa đấy nó ăn theo cái vát này mà mọi người nhá. Thôi thay toàn bộ chiết áp rồi test thử cho chúng ta nhá. Bọn này chắc hỏng hết. Đây bọn này mình mới hút ra thôi chứ mình chưa lôi ra này. Thử cho luôn cho mọi người nhá. Mình hút đằng sau thôi chứ mình chưa giật nó ra mà. Con này là chiết áp 10k, con này thì ok à. Con này volume này 10k thôi. Thôi con này sẽ làm sạch để lại đi. Con 50k này. Đấy 50k nó chết hết các bạn ạ. Thực ra con này như mình đã có võ sửa chiết áp rồi, chúng ta cạo ra chúng ta dùng ráp chúng ta đánh sạch cái bẩn mỗi đi, chúng ta trà rồi nhớt vào thì nó vẫn tiết vẫn cứu được nó đấy. Nhưng mà thôi mình sẽ thay cho bác một loạt cái mới. Thì mình khẳng định với mọi người luôn đấy là cái những cái chiết áp này bị như này ấy, thì những cái chiết áp của phần mic này cũng bị hết. Mọi người ạ, mình khẳng định đấy. Nhưng con này mình cứ sửa music cho bác ấy thôi. Còn đâu mình đã bắt được cho lỗi, bác muốn sửa phần e cho này, phần music này thì cứ mua chiếc áp đơn thay thôi. Phần e cho này thì mic này thì toàn chiếc áp đơn thôi. Đây là trong này mình có chiếc áp đơn này các bạn ạ. Nhưng thôi mình sẽ sửa phần music cho bác ấy thôi, bởi bây giờ cái âm ly này hát gì cái âm ly này nữa, chỉ nghe nhạc thôi mà. Còn đâu muốn thay thì thay hết là được. Chờ mình thay một loạt nhá. Đây là cái chiết áp 10k này, mình định tháo ra mình sửa nhưng mà thấy nó xỉn quá rồi, hơi bỏ. Thật ra chúng ta lắp 50k, tất cả này là 50k hết, trừ cái chiết áp volume tổng này nó là 10k nhá. Thì chúng ta có thể thay 50k, mình cũng nghĩ là chả sao đâu, nhưng mà mình có chiết áp xịn 10k, mình sẽ thay các bạn ạ. Chiết áp đúng vát này luôn luôn, chiết áp này trước mua sửa cái âm ly gì ấy, cũng còn vài con tìm trong túi ấy. Đây chúng ta sẽ thấy này, nó sẽ tiếp nó sẽ như này nhá, đồng hồ này. Bữa nay con đo kia đó cứ bị nút chạm nút không. Đó ok nhá. Bên này cũng thế. Đó lại là bên kia chiếc áp kép mà. Tiết mục hàn. Cho bẻ hai cái chéo nhau cho nó đỡ bị rơi, đỡ bị bong ra thôi. Bắt đầu hàn thôi.
Báo ơi, thế bố mẹ vẫn đi làm à? Thế mấy giờ bố mẹ về? Thế ở nhà một mình chán này nhỉ? Thiếu tí nó đi ăn cỗ rồi, không chơi nữa. Tiết mục test nha các bạn nhá. Mình ghim điện này. Cái ấy thì nó vẫn đang chạy các bạn ạ. À, test như vừa nãy nhá. Chờ giờ le đóng đã. Đấy, đã đóng. Bé tẹo luôn. Nhưng mà sẽ để ở đây nhá. Không biết ngó vào là ngó nào. Đấy, chế đạp ok nhá. Thử hết tất cả các chiếc đáp đều có tác dụng. Bát, mưu, check nó đều có tác dụng hết. Như vậy là con này bị nghẹt. Như vậy là nguyên nhân đó là chiếc đáp hỏng. Và chiếc đáp hỏng rất nhiều kiểu. Ngoài đất ra, nội giò, chiếc bô linh tinh. Và qua video mọi người này có cái tham khảo nhá. Những chiếc âm ly là khi để lâu ấy, thì chúng ta đánh một chiếc đáp là đôi khi giá bệnh. Và cái nữa ấy, chúng ta sẽ hiểu được một số cái nguyên lý của phần công suất của nó nhé. Là khi chúng ta rút cáp tín hiệu ra là có thể nó sẽ báo nhát ngắt dơ le đấy. Nó do nó mất mát mọi người nhá. Thôi mình sẽ đóng nắp lại. Sau video này quá dài rồi nên mình sẽ kết thúc luôn. Chào tất cả các bạn.